Chào các bạn, được biết đến trên danh nghĩa là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh thì Hoài Lâm từng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất nhì của showbiz Việt. Thậm chí đôi khi anh còn được giới chuyên môn đặt lên bàn cân so sánh hào quang ngang với cả Sơn Tùng MTP. Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát nội lực và truyền cảm, Hoài Lâm đã nhanh chóng nổi tiếng và có một lượng fan đông đảo thuộc mọi tầng lớp. Tuy nhiên, khi đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp thì ca sĩ lại bất ngờ lập gia đình. Sau đó anh liên tiếp vướng vào ồn ào liên quan đến công việc và đời tư. Từ một giọng ca được yêu thích hàng đầu, Hoài Lâm bỗng tuột dốc không phanh về cả giọng hát lẫn ngoại hình, khiến khán giả vô cùng lo lắng và tiếc nuối. Vậy thì Hoài Lâm bây giờ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé! Có thể các bạn chưa biết, Hoài Lâm có tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, còn nghệ danh Hoài Lâm là do bố nuôi, tức là nghệ sĩ Hoài Linh đặt. Lâm sinh ngày 1 tháng 7 năm 95 tại Vĩnh Long, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ anh tham gia quản lý một đoàn cải lương ở Vĩnh Long, vì thế nên tình yêu dành cho cải lương, nhạc dân ca, trữ tình đã chảy trong máu Hoài Lâm từ thuở nhỏ. Năm 2008, khi đó Hoài Lâm mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi, anh đã lên thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp Hoài Linh để theo nghiệp ca hát và diễn xuất. Danh hài này thì đã đồng ý và gửi Hoài Lâm cho Đàm Vĩnh Hưng để rèn giọng. Từ đó Lâm nhận Mr. Đàm làm sư phụ và theo anh Đàm để học hát. 3 năm sau, tức là năm 2011, Hoài Lâm đã chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi trình bày nhạc phẩm Giọt Lệ Đài Trang trên sân khấu cùng với Đàm Vĩnh Hưng. Dù có cơ hội đi diễn nhiều nơi cùng với nghệ sĩ Hoài Linh và được rèn luyện tốt từ thầy Đàm Vĩnh Hưng, nhưng Hoài Lâm khi đó chỉ được đa số khán giả ở miền Tây và khán giả phòng trà biết đến. Mãi cho tới năm 2014, khi Hoài Lâm tham gia Gương Mặt Thân Quen và giành ngôi vị quán quân. Sau cuộc thi này thì tên tuổi của Hoài Lâm mới nổi lên như diều gặp gió và vụt sáng như một hiện tượng mới trong showbiz. Khi ấy Hoài Lâm được ví von là một bước thành sao. Quả thật tài năng có 102, Hoài Lâm cân tất cả các thể loại nhạc từ cải lương, nhạc dân ca, trữ tình và cả nhạc trẻ. Thậm chí người hâm mộ còn gọi anh là sát thủ bolero hay thánh bolero. Không chỉ dừng lại ở ca hát, Hoài Lâm còn là một diễn viên tiềm năng. Anh thường đi diễn phụ cùng bố nuôi Hoài Linh và cũng từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi tham gia diễn xuất trong hàng loạt các bộ phim như là Những Con Búp Bê, Cha Rơi, Giọt Lệ Bên Sông, Tía Tôi Là Cao Thủ, vân vân. Tiếp nối những thành công thì nam ca sĩ gốc Vĩnh Long bắt đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là tất cả những gì mọi người nói về Hoài Lâm lúc đó. Trong khi nhiều người nỗ lực đủ kiểu chỉ mong tỏa sáng thì Hoài Lâm lại may mắn có danh tiếng từ rất sớm. Thậm chí anh không cần phát hành ca khúc mới thường xuyên, chẳng cần đầu tư làm MV tiền tỷ, tốn kém thì các bài hát của Hoài Lâm vẫn trở thành hiện tượng và lọt vào top trending. Ấy thế mà giữa lúc nổi tiếng nhất, thành công nhất thì Lâm lại tuyên bố bỏ nghề để về quê, khiến Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cùng những người hâm mộ vô cùng bất ngờ và nuối tiếc. Dù được Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng khuyên nhủ nhưng Lâm vẫn kiên quyết tạm ngừng ca hát. Được biết là trong thời gian tạm ngừng hoạt động, nam ca sĩ đã lập gia đình và công khai có hai cô công chúa cùng hot girl. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó thì Hoài Lâm và vợ đã chính thức đường ai nấy đi, để lại nhiều tiếc nuối. Chuyện tình của cặp đôi này cũng mắc nhiều ồn ào và tốn không ít giấy mực của báo giới. Chia sẻ về lý do tạm dừng ca hát thì Hoài Lâm từng chia sẻ với Trấn Thành rằng sự nổi tiếng quá nhanh đã khiến anh bị stress, không thích ứng được và muốn quay về với cuộc sống bình thường hàng ngày. Sau đó thì Hoài Lâm không đi hát mà đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, trong đó có cả lái xe và phụ quán cà phê. Trong suốt thời gian ở ẩn thì Hoài Lâm vẫn tương tác và hát theo yêu cầu của khán giả qua những lần livestream. Tuy nhiên, không ít lần Hoài Lâm xuất hiện với ngoại hình và giọng hát vô cùng bất ổn. Cụ thể là có một lần đang livestream trò chuyện với khán giả nhưng dường như anh chàng lại ngủ gật, phát ngôn không tỉnh táo, nói chuyện lan man với những điều không ai hiểu. Trong một lần khác thì Hoài Lâm lại xuất hiện với ngoại hình pha tướng, vòng hai phỉ nhiều và còn hát không nổi ca khúc Hoa Nở Không Màu mà anh từng thể hiện rất thành công trước đây. Giọng hát của Hoài Lâm yếu đi thấy rõ khiến anh không thực hiện được các nốt cao, lạc nhịp ở một vài đoạn. Đáng chú ý hơn là Hoài Lâm là trường hợp vô cùng hiếm hoi trong làng giải trí Việt khi chỉ trong vòng có 5-6 năm hoạt động nghệ thuật thì có tới 3 lần đổi nghệ danh.
Đầu tiên là nghệ danh Hoài Lâm. Tiếp theo là vào tháng 10 năm 20, Hoài Lâm thông báo đổi nghệ danh lần thứ hai là Zhang Liuli. Lần thứ ba, Hoài Lâm tiếp tục đổi nghệ danh thành Jun Tulo, là từ viết tắt của Jun tức Hoài Lâm, và Tulo là tự lo, vào tháng 7 năm 21. Thế nhưng đa phần người hâm mộ hoặc các poster trong các đêm nhạc thì vẫn gọi nam ca sĩ với cái tên quen thuộc là Hoài Lâm. Mặc dù đổi nghệ danh nhiều lần, tuy nhiên sự nghiệp của chàng ca sĩ trẻ này cũng không mấy tiến triển, vẫn mua hút trên thị trường V-Beat. Cho tới cuối năm 2022, Hoài Lâm mới thông báo chính thức sẽ quay trở lại con đường ca hát. Thời điểm này thì dân tình bắt gặp nam ca sĩ xuất hiện tại các đêm diễn phòng trà. Điều rất may mắn là sau khi quay lại sự nghiệp ca hát thì Hoài Lâm vẫn được sự yêu mến cũng như cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn hứa hẹn Lâm hứa sẽ quay trở lại nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học. Qua lời nói này, rất nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự yên tâm vì cuối cùng trải qua nhiều sóng gió, nam ca sĩ vẫn tiếp tục với niềm đam mê ca hát. Thế nhưng, không được bao lâu, Hoài Lâm lại lặn mất tăm. Thậm chí, cách đây không lâu, một đoạn clip còn ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ đang hát karaoke nhưng ngoại hình anh lại pha tướng và thân sắc thì khá mệt mỏi. Trước hình ảnh này thì ai nấy đều bày tỏ sự thất vọng sau những lời hứa nam ca sĩ vẫn không thể thực hiện được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.